Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa một cái thư mục website của chúng ta lên trên GitHub. Thì ban đầu thì chúng ta sẽ vào cái email để xác nhận cái tài khoản. Sau khi được add vào trong GitHub thì chúng ta phải vào email để xác nhận, để invite, chấp nhận. Chúng ta accept này. Rồi sau khi chúng ta accept xong rồi, chúng ta có quyền là thêm, xóa, sửa hoặc là add vào một cái thư mục hoặc file ở trên đây. Thì ở đây chúng ta có những cái phương thức. Này là nó có cái câu lệnh để hướng dẫn. Thì ở đây thì là tạo một cái repository mới. Còn ở đây là đã tồn tại nha. Rồi. Thì đối với trường hợp của chúng ta là cái trường hợp là đã tồn tại thì chúng ta sẽ thực hiện sao? Chúng ta sẽ mở vào cái thư mục mà muốn đưa code của mình lên. Thì đây là thư mục lesson one. Nên mình muốn đưa cái thư mục lesson one này lên vào trong cái dự án, vào trong cái dự án là Wubu JS Beginner. Bây giờ mình sẽ thực hiện như sau ha. Chúng ta vào cái thư mục đó, phải chọn viết bắt nha. Rồi. Rồi ở đây chúng ta sẽ đánh lại là git init. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một cái việc, đó là chúng ta sẽ run remote nó về cái thư mục web trên đây. Chúng ta sẽ remote nó về đúng cái đường dẫn này, đúng cái đường dẫn này, bằng thực hiện câu lệnh này. Đấy. Mình sẽ copy nó dán vào. Rồi. Sau khi chúng ta remote nó về xong rồi, chúng ta sẽ thực hiện việc là git add chấm. Chấm ở đây là mình sẽ gửi, hoặc là nếu mình biết cái tên thư mục của mình có thể đánh vô là lesson01, enter. Rồi, như vậy là mình đã vừa add xong một cái thư mục nó vào cái hàng đợi. Chúng ta sẽ thực hiện là git commit trừ m, rồi cái comment gì đó, ví dụ như là ở đây mình có comment là comment một gì đó. Thì lúc này nó sẽ liệt kê các cái file này ra sau khi chúng ta commit ấy. Rồi chúng ta sẽ thực hiện là git push. Thì sau khi thực hiện cái lệnh git push này thì nó yêu cầu chúng ta phải xác nhận là cái run hiện tại của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thực hiện thêm git push or begin matter. Thì quá trình thực hiện upload file này lên cái đường dẫn này đang thực hiện, và ở đây nó đã tính là cho chúng ta là tổng cộng có 16 rồi. Như vậy là quá trình của chúng ta hoàn tất rồi. Chúng ta quay về đây và chúng ta thực hiện là refresh trang đây. Thì cái thư mục của mình đã được đưa lên vào trong cái dự án này. Rồi. Ok, như vậy là xong.